kết nối chủ thể thành công. Lai để được tái sinh, bù đắp tiếc nuối. Chỉ số tội ác 1, 111,799. Ô, chỉ số tội ác là cái gì vậy? Ăn. Là cô ấy, Tô Dung Dung. Hoa khôi không thể bàn cãi của Đại học Mado. Nữ thần trong mơ của vô số chàng trai tài năng. Mà lúc này đây, nữ thần vì một chuyến đi, hai người đã gặp nhau một cách trần trụi. Đã trở về, thực sự đã trở về. Vậy tại sao lại ở thời điểm này? Kiếp trước Lâm Thập Bát cũng từng là người ngưỡng mộ Tô Dung Dung. Tiếc rằng, Tô Dung Dung đối với công tử nhà giàu này chẳng có cảm tình gì. Vào dịp tốt nghiệp, Lâm Thập Bát bị bạn xấu xúi giục đứng dưới lầu, đã mở ra màn kịch, đồng thời kéo theo sự suy sụp của nhà họ Lâm. Gia chủ họ Tô nổi giận, muốn diệt trừ tận gốc nhà họ Lâm. Nếu ta nói có người muốn hãm hại ta, em có tin không? Xuống đi, được thôi. Ăn. Thân hình này đúng là như được chạm khắc tinh xảo. Quả thật là một phương thổ nuôi một phương người. Anh nhắm mắt lại ngay. Vậy anh làm sao đây? Anh cút ra ngoài ngay. Đúng rồi, kiếp trước muốn giữ làm kỷ niệm. Bản thân kiếp trước có vẻ hơi biến thái. Biến thái? Tấm gen tìm mãi không thấy, lại bị Lâm Thập Bát cầm trong tay. Còn đang ngầm nghĩa kỹ càng. Hay là em nghe anh giải thích? Anh thực sự bị hãm hại. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em câu trả lời. Đồ anh để đây. Cha cha Lâm thiếu gia lần này sướng phát điên rồi nhỉ? Đó là Tô Dung Dung đấy. Mấy đứa nói thân hình Tô Dung Dung. Nếu Lâm thiếu gia chơi chán, có cho anh em nếm thử không? Nghĩ gì thế? Mau bỏ ý nghĩ đó đi. Thật sự làm Lâm thiếu không vui. Ngày tháng của chúng ta sẽ khó sống. Ô, sao Lâm thiếu gia rồi? Không thể nào, mới được bao lâu? Mày nhìn hoa mắt rồi à? Đúng vậy, Lâm thiếu nhà ta không chuyển đến chiều thì không tha cho Tô Dung Dung đâu. Quả nhiên là bọn họ. Trương Tôn, Vương Côn, Lý Dệ, Phạm Thừa tự xưng là tứ đại hộ pháp. Thường ngày hay xúi giục ta, kiếp trước ta đã thấy hơi lạ. Trương Tôn rõ ràng nói đã cho đủ liều thuốc. Sao Tô Dung Dung lại tỉnh sau nửa tiếng? Lâm thiếu sao xuống rồi? Vâng, Lâm thiếu. Bọn em còn tưởng ít nhất phải đợi đến tối. Ngủ mê man thì có gì vui? Thì ra công tử Linh thích phản kháng nhỉ? Sike Sike đừng nói nữa. Đúng là thiếu mất phần thú vị. Hay là lên trói cô ta lại? Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nếu ta nhớ không nhầm, Trương Tôn, chính ngươi đã cho Tô Dung Dung uống thuốc. Công tử Lăng, tôi không ngờ ngài không thích kiểu này. Quả nhiên là tên khốn này đứng sau giật dây. Thôi, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lâm thiếu này, chúng ta đã làm rồi. Đằng nào thì cũng là con gái. Điều họ coi trọng nhất chẳng phải danh tiết sao? Một khi đã mất trình tiết, biết đâu sẽ chịu thỏa hiệp. Lúc đó ngài có thể cưới được mỹ nhân. Nếu là Lâm Thập Bát kiếp trước, khi nghe lời dụ dỗ này, có lẽ sẽ dao động. Nhưng với Lâm Thập Bát hiện tại, thủ đoạn nông cạn này thật không đáng để nói. Thôi, các người giải tán đi. Phục vụ. Yêu ho 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 ho. Công tử có gì sai bảo? Theo kích thước này, mua một bộ quần áo mang đến phòng ta. Đồ khốn. Tô Dung Dung một mình hạ vỏ bọc mạnh mẽ xuống. Dù sao cũng chưa hoàn toàn bước vào đời. Nói không sợ thì không thể. Nhưng rõ ràng đã đến bước cuối cùng. Tại sao không một tám này lại đột nhiên tha cho mình? Chẳng lẽ là Lương Tầm phát hiện? Chuyện này có nên nói với ai trong nhà không? Xin chào, nhân viên phục vụ, quần áo ngài Lâm sai mang tới để trước cửa. Hệ thống, ngươi có đó không? Cuối cùng cũng nhớ ra ta. Phản ứng của ký chủ chậm thật đấy. Sao lại bảo ta chậm? Chủ yếu là thời điểm quay lại quá kích động. Ta suýt nữa không kìm được. Bản hệ thống hoàn toàn cải tạo quy chính. Là người mới. Hoàng tử quay đầu.
Điểm tội ác là sao? Kỳ chủ hiện có điểm tội ác là 111,799. Tất cả đều tích lũy từ kiếp trước, cuối cùng phải xóa hết điểm tội ác. Đây cũng là cái giá của việc tái sinh. Không về không thì sao? Tan cửa nát nhà, tất cả người liên quan đến nhà họ Lâm đều bị ảnh hưởng. Đủ độc, may mà ta kịp dừng tay. Con quỷ, dậy làm hoạt hình đi. Thằng nhóc, mày đâu rồi? Đã bảo mày, chuyện hôm nay rất quan trọng. Mày có thể để tâm không? Lâm Ái Quân đến cha của Lâm Thập Bát. Có năng lực xuất chúng, giỏi đầu cơ trục lợi. Sau khi giải ngũ, chỉ 20 năm ngắn ngủi đã tích góp được tài sản khổng lồ. Phát triển đa ngành, cả tập đoàn Lâm thị tiền chảy như nước. Điều duy nhất khiến Lâm Ái Quân không vừa lòng, phải kể đến Lâm Thập Bát, đứa con trai một này. Mấy ngày trước, hai lãnh đạo của Vạn Quốc Chứng khoán và Liêu Quốc đột nhiên tìm đến Lâm Ái Tuấn, muốn liên kết với tập đoàn Lâm Thị cùng gây bão trên thị trường trái phiếu. Chuyện quan trọng như vậy, Lâm Ái Tuấn tất nhiên phải thận trọng hết mức. Thằng nhóc, nếu chuyện này có sơ suất gì, ngày tốt đẹp của mày cũng đến đây là hết. Phải biết rằng vì trận chiến này, Lâm Ái Tuấn đã đắc cược toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn. Một khi thua, tập đoàn Lâm Thị sẽ bị tổn thất nặng nề. Cha, con hiểu rồi. Đừng nhiều lời với ta, mau đến phòng giao dịch nhớ kỹ. Không quan trọng bao nhiêu đơn, chúng ta đều phải nhận hết. Sự kiện 327. Kiếp trước Lâm Ái Tuấn quyết định sai lầm, vội vàng tham gia vào sự kiện 327, cuối cùng thất bại thảm hại. Vốn lưu động của tập đoàn Lâm Thị bị cạn kiệt hoàn toàn, và họ Tô đã nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, tấn công toàn diện vào nhà họ Lâm. Cuối cùng Lâm Ái Tuấn để bảo vệ đứa con trai duy nhất, đánh nhường tập đoàn Lâm Thị, và trong cơn phẫn uất, chỉ vài năm sau đã qua đời. Khoan đã, chính là ngày hôm nay, chỉ còn lại 2 tiếng cuối cùng. Nếu không kịp thời thay đổi tất cả, tập đoàn Lâm Thị sẽ bị cuốn vào xoáy nước, không thể cứu vãn. Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.